18. Kiến thanh tịnh, Tithi Visuddhi Nidesa. Đoạn 1. Ở một chương trước, chương 14 đoạn 32 có nói: vị ấy nên trước hết tăng trưởng tri kiến bằng sự học hỏi về những gì là đất, sau khi đã viên mãn hai thứ thanh tịnh là thanh tịnh giới và thanh tịnh tâm, được gọi là những gốc rễ. Về những gốc rễ này thì thanh tịnh giới là giới hoàn toàn thanh tịnh về cả bốn phần, tức sự chế ngự với chế ngự của giới bổn, vân vân, đã được đề cập chi tiết ở phần nói về giới chương 1 và 2. Tâm thanh tịnh là tám thiện chứng cùng với định cận hành, cũng đã được bàn chi tiết trong phần mô tả định chương 3 đến 13, được kể dưới một tâm trong bài kệ dẫn nhập. Hai thanh tịnh này cần được hiểu chi tiết như vậy. Đoạn 2. Nhưng trên đây có nói năm thanh tịnh gồm kiến thanh tịnh, đoạn nghi thanh tịnh, đạo phi đạo tri kiến thanh tịnh, đạo tri kiến thanh tịnh và tri kiến thanh tịnh, được gọi là những thân cây. Ở đây, kiến thanh tịnh là sự thấy đúng danh sắc. Chú thích: danh đây cần xem như là bốn uẩn thọ, tưởng, hành, thức, thuộc cả ba bình diện cõi, không bỏ bớt thức như trong trường hợp do duyên thức có danh sắc và không bao gồm các uẩn siêu thế tương ưng niết bàn. TM 744. Định rõ danh sắc. 1. Căn cứ bốn đại chủng. A. Khởi từ danh. Đoạn 3. Một người muốn hoàn tất việc này, trước hết nếu vị ấy tu theo chỉ thừa, cổ xe tịnh chỉ, thì hãy xuất định từ một thiền thuộc sắc hay vô sắc nào cũng được, trừ phi tưởng phi tưởng xứ. Chú thích: người khởi sự làm công việc này thường gặp khó khăn khi phân biệt hình thức hữu cao nhất, tức là phi tưởng phi tưởng xứ. TM 744. Sở dĩ như vậy là vì tưởng giảm tới độ vi tế, xem M chương 3, 28. Và vì ấy nên phân biệt theo đặc tính, nhiệm vụ, vân vân, những thiền chi tầm, tứ, cùng các pháp tương ưng với chúng, nghĩa là thọ, tưởng, vân vân. Khi vị ấy đã làm như vậy, tất cả các pháp ấy cần được định nghĩa là danh, nama, theo nghĩa nghiêng về namana, vì nó nghiêng về phía đối tượng. Chú thích: nghiêng về phía một đối tượng có nghĩa rằng không có sự sanh khởi nếu không có một đối tượng, hoặc có nghĩa là đặt tên cho đối tượng. TM 744. Đoạn 4. Rồi cũng như một người nhờ theo dấu một con rắn đã bắt gặp trong nhà, tìm ra được hang ổ của nó, cũng vậy hành giả dò xét cái danh ấy, tìm cho ra sự sanh khởi của nó nương vào cái gì, và thấy rằng nó y cứ vào sắc chất của trái tim. Sau đó vị ấy phân biệt là sắc các đại chủng làm chỗ nương cho tim, và các loại sở tạo sắc khác có tứ đại làm chỗ tựa. Vị ấy định nghĩa tất cả đó là sắc rupa, vì nó bị quấy nhiễu rupana bởi lạnh nóng. Rồi vị ấy định nghĩa vắn tắt là danh sắc là cái danh có đặc tính nghiêng về và cái sắc có đặc tính bị quấy nhiễu. B. Khởi từ sắc. Đoạn 5. Nhưng một người theo quán thừa của xe trí tuệ thuần túy, hay cũng người theo chỉ thừa nói trên, phân biệt bốn đại vắn tắt và chi tiết theo một trong nhiều cách đã nói trong chương phân biệt giới chương 11 đoạn 27. Khi các giới đã rõ rệt trong đặc tính chính xác của chúng, thì trước hết trong trường hợp tóc do nghiệp sanh, hiện rõ 10 loại sắc thuộc thân thập pháp là bốn đại: màu, mùi, vị, thực tố, mạng và thân tịnh sắc. Và vì tánh thập pháp cũng hiện diện ở đấy, nên có thêm 10 sắc pháp nữa, tức 9 thứ trước thêm tánh thay vì thân tịnh sắc. Và vì ba nhóm 8 pháp với thực tố thứ 8, nghĩa là bốn đại: màu, mùi, vị và thực tố, thực sanh, thời sanh và tâm sanh cũng hiện diện, nên còn có 24 sắc pháp khác. Như vậy có tất cả 44 sắc pháp trong mỗi phần thuộc 24 thân phần do cả bốn nguồn gốc sanh: nghiệp, tâm, thời, thực. Còn bốn thứ mồ hôi, nước mắt, đờm, nước mũi do thời sanh và tâm sanh thì có 16 sắc pháp, tức hai nhóm 8, thực tố thứ 8 trong mỗi nhóm.
Bốn món gồm bao tử, tức đồ ăn chứa trong đó phân, mủ, nước tiểu do thời sanh, thì chỉ có tám sắc pháp, thực tấu là thứ tám do thời sanh mà thôi. Đấy là phương pháp trong trường hợp 32 khía cạnh của thân thể. Đoạn 6. Nhưng có 10 khía cạnh khác trở nên rõ rệt khi 32 khía cạnh này đã rõ. Chú thích: bốn khía cạnh thuộc hỏa đại, cái gì làm nóng, tiêu hủy, đốt cháy, tiêu hóa, và sáu thuộc phong đại, gió hay năng lực đi lên, gió đi xuống, gió trong bụng, gió trong ruột, gió trong tứ chi, hơi thở. Và về những thứ này, trước hết, chính sắc pháp mạng căn, nhóm tám với thực tố thứ tám, thêm mạng, cũng trở nên rõ rệt trong cái phần hỏa do nghiệp sanh, làm tiêu hóa thực phẩm được ăn vào, vân vân. Cũng rõ rệt thanh cử pháp, nhóm tám như trên thêm âm thanh, trong cái phần phong đại do tâm sinh là hơi thở, và 33 sắc pháp gồm mạng cử pháp nghiệp sanh và ba nhóm tám với thực tố thứ tám. Trong trường hợp mỗi phần còn lại trong tám phần thuộc bốn nguồn gốc sanh. Đoạn 7. Khi những sở tạo sắc do chấp thủ này đã trở nên rõ rệt trong 42 khía cạnh nói trên, nghĩa là 32 thân phần, bốn kiểu hỏa và sáu kiểu phong, thì 60 sắc pháp khác cũng trở nên rõ rệt với thập pháp tâm cơ hay sắc căn và năm căn môn mỗi thứ 10, thập pháp mắt, tai, vân vân. Gồm tất cả lại dưới đặc tính bị bức não, hành giả xem chúng là sắc. Đoạn 8. Khi vị ấy đã phân biệt sắc như thế, thì các pháp vô sắc trở nên rõ rệt theo căn môn, nghĩa là 81 loại tâm thế gian gồm hai bộ năm, 34, 38 và 50, 54 xem độ biểu, ba loại ý giới, 39, 55 và 70 và 68 ý thức giới, và bảy tâm sở, biến hành, xúc, thọ, tưởng, tư, mạng căn, bảy, nhất tâm, tám, và tác ý, 30. Bảy tâm sở này luôn luôn cu sanh với 81 loại trên, nhưng các loại tâm siêu thế thì không thể được biết rõ bởi một người thực hành căn tuệ hay một người thuộc chỉ thừa, cổ xe tịnh chỉ, vì những loại tâm ấy vượt ngoài tầm họ. Gồm tất cả vô sắc pháp này lại dưới đặc tính nghiêng về, hành giả xem chúng là danh. Đấy là cách một thiền giả phân biệt danh sắc một cách chi tiết qua phương pháp phân biệt bốn đại chủng. 2. Định nghĩa căn cứ 18 giới. Đoạn 9. Một người khác phân biệt bằng 18 giới như thế nào? Ở đây, một tỷ kheo quán xét các giới như sau. Trong người này, đây là nhãn giới, đây là ý thức giới. Thay vì chấp cục thịt loang lổ với các vòng tròn đen trắng, có bề dài, bề ngang, được mắc vào lỗ con mắt với đường gân, mà thế gian gọi là một con mắt, hành giả định nghĩa là nhãn giới, cái phần mắt tịnh sắc thuộc loại đã tả dưới một các sở tạo sắc trong phần nói về các uẩn. Chương 14, đoạn 47. Đoạn 10. Nhưng vị ấy không định nghĩa là nhãn giới, những sắc pháp còn lại gồm 53 tất cả, tức chính của sanh sắc là bốn đại chủng làm sở y cho nó, màu, mùi, vị, thực tố và mạng căn. 20 sắc nghiệp sanh cũng ở đấy, là thân thập pháp và tánh thập pháp, và 24 sắc phi chấp thủ là ba nhóm tám, với thực tố thứ tám, thực sanh, vân vân. Cùng phương pháp ấy áp dụng cho nhĩ giới vân vân. Nhưng trường hợp thân giới thì những sắc pháp còn lại gồm 43 tất cả, có người nói 45, cộng thêm hai thanh cử pháp thời sanh và tâm sanh. Đoạn 11. Vậy năm tịnh sắc này cùng năm ngoại trần tương ứng là sắc thanh hương vị xúc, làm thành 10 sắc pháp hay 10 giới trong 18 giới. Những sắc pháp còn lại chỉ là pháp giới mà thôi. Tâm khởi lên với con mắt làm chỗ y cứ và tùy thuộc một sắc pháp gọi là nhãn thức. Tương tự với tai, vân vân, với cách đó, hai bộ năm tâm là năm thức giới, ba loại tâm 39, 55 và 70 là ý giới duy nhất, 68 loại ý thức giới là ý thức giới. Tất cả 81 tâm thế gian làm thành bảy loại thức giới và xúc, vân vân, tương ưng là pháp giới. Vậy 10 rưỡi giới là sắc
và 7 rưỡi giới là danh. Đấy là định nghĩa danh sắc qua 18 giới. 3. Định nghĩa căn cứ 12 xứ. Đoạn 12. Một người khác định nghĩa danh sắc bằng 12 xứ như sau. Vị ấy định rõ nhãn xứ chỉ là tịnh sắc mà thôi. Để ra ngoài 53 sắc pháp còn lại, theo cách đã nói về nhãn giới, cũng thế, vị ấy định nghĩa tai, mũi, lưỡi, thân là nhĩ xứ, tỷ xứ, thiệt xứ, thân xứ, theo cách đã nói trong phần nhãn giới. Vị ấy định nghĩa 5 lĩnh vực đối tượng của chúng là sắc xứ, thanh, hương, vị, xúc xứ. Vị ấy định nghĩa 7 thức giới thuộc thế gian là ý xứ, xúc, vân vân, tương ương với chúng và các sắc pháp còn lại là pháp xứ. Vậy 10 rưỡi xứ là sắc và 1 rưỡi xứ là danh. Đấy là cách thiền giả định nghĩa danh sắc theo 12 xứ. 4. Định nghĩa căn cứ 5 uẩn. Đoạn 13. Một người khác định nghĩa danh sắc một cách vắn tắt theo 5 uẩn như sau. Ở đây, vị tỷ kheo định nghĩa sắc uẩn tất cả 27 sắc sau đây là 17 sắc pháp gồm 4 đại chủng thuộc 4 nguồn gốc sanh trong thân này: màu, mùi, vị, thực tố phụ thuộc. 5 tình sắc mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, sắc chất của tâm cơ, tánh, mạng căn và thanh thuộc cả 2 nguồn gốc sanh. 17 sắc pháp này dễ hiểu vì chúng được sản sanh và là những sắc pháp cụ thể. Và 10 sắc pháp khác là thân biểu, ngữ biểu, không giới, khinh khoái, nhu nhuyến, kham nhậm, tăng trưởng, tương tục, lão, vô thường của sắc. 10 sắc này khó lĩnh hội vì chúng chỉ là biến hóa sắc, hạn giới sắc. Chúng không được phát sinh và cũng không là những sắc cụ thể, nhưng được kể là sắc pháp vì chúng làm biến đổi sắc thái và định giới hạn cho những sắc pháp khác nhau. Như vậy, vị ấy định nghĩa 27 sắc pháp này là sắc uẩn. Vị ấy định nghĩa thọ khởi lên theo 81 loại tâm là thọ uẩn. Tưởng tương ưng với chúng là tưởng uẩn, hành tương ưng là hành uẩn và tâm là thức uẩn. Như vậy, bằng cách định nghĩa sắc uẩn là sắc và 4 tâm uẩn là danh, hành giả định nghĩa danh sắc nhờ 5 uẩn. 5. Định nghĩa vắn tắt căn cứ 4 đại. Đoạn 14. Một người khác phân biệt sắc trong người mình một cách vắn tắt như sau. Bất cứ loại sắc nào cũng đều gồm trong 4 đại và sở tạo sắc xuất phát từ 4 đại. M1222. Cũng vậy, vị ấy phân biệt ý xứ và một phần của pháp xứ là danh, cho vị ấy phân biệt danh sắc một cách vắn tắt như sau. Danh này và sắc này gọi là danh sắc. Nếu vô sắc không hiện rõ. Đoạn 15. Khi phân biệt sắc theo một trong những cách trên mà vô sắc vẫn không rõ rệt do tính chất vi tế của nó, thì hành giả không nên bỏ cuộc mà nên nhiều lần tìm hiểu, tác ý, phân biệt và chỉ định rõ sắc mà thôi. Vì khi sắc càng được xác định, được phân ra manh mối, càng sáng tỏ, thì các pháp vô sắc, cái có sắc ấy làm đối tượng cũng trở nên rõ rệt. Đoạn 16. Cũng như khi một người đưa mắt tìm bóng mặt mình trong một tấm gương dơ nhưng không thấy được, thì anh ta không vì vậy mà quăng bỏ tấm gương soi. Trái lại, y đánh bóng tấm gương nhiều lần, và khi ấy, cái bóng tự nhiên hiện rõ khi gương đã sạch. Hoặc như người làm dầu mè, đổ mè vào chảo tẩm ướt, ép 1-2 lần mà không thấy dầu chảy ra, thì người ấy không quăng bỏ bột mè, mà tẩm thêm nước nóng rồi vắt, ép. Và khi làm thế, chất dầu trong sẽ xuất hiện. Cũng vậy, vị tỷ kheo không nên bỏ cuộc, mà nên tiếp tục nhiều lần tìm hiểu, tác ý, phân biệt để định rõ sắc. Đoạn 17. Vì khi sắc càng trở nên xác định, càng được phân ra manh mối, càng rõ rệt đối với hành giả, thì những cấu uế chướng ngại sẽ lắng xuống, tâm trở thành trong suốt như nước đã lắng bùng. Các vô sắc pháp có sắc kia làm đối tượng sẽ tự nhiên rõ rệt. Và ý nghĩa này cũng có thể làm sáng tỏ bằng những ví dụ khác như sự ép mía, tra khảo tội nhân, luyện trâu bò, đánh cán sữa để làm bơ, vân vân. 3 cách làm cho vô sắc pháp hiện rõ. Đoạn 18. Khi hành giả